một người thường xuyên theo dõi các trận báo về thể thao điện tử, bạn sẽ được thấy cái tên Zeros đang một lần nữa nổi đình nổi đám trở lại thời gian gần đây. Mà Vương 2K lại trở thành tâm điểm của làng Liên minh Việt Nam khi bị các fan réo tên trong drama cực căng mang tên nợ lừa editor, và bên cạnh đó là cách giải quyết đi vào lòng đất. Trong lúc vụ việc vẫn còn đang nóng, có rất nhiều nguồn tin cho rằng Zeros sẽ được thoát án phạt Global Ban, quay trở lại con đường thi đấu chuyên nghiệp. Đây không phải lần đầu tiên Zeros vướng tin đồn được thả xích, nhưng liệu lần này sẽ có bao nhiêu phần trăm là sự thật? Và nguyên nhân vì sao quý ngài lắm tài nhiều tật một lần nữa dính vào tin đồn unban? Hãy cùng Cảm Thể Thao tìm hiểu ngay sau đây. Vào một buổi tối đẹp trời ngày 7 tháng 4 năm 2021, Zeros đã có những góc nhìn đầy thú vị về việc SPTC sẽ trở lại chung kết thế giới vào cuối năm với đội tàu Ma Dương. Sau đó là gì thì ai cũng rõ. Điều này đã khiến dư luận lúc bây giờ chia ra hai luồng tranh cãi. Trước đây, những mức phạt nặng nhất thuộc về những hành vi như cày thuê, cá độ thì cũng chỉ dừng ở con số 2-3 năm. Ông Hoàng của những án phạt, Zeros đã bị SPTC sa thải ngay sau đó, cho thấy mức độ nghiêm trọng của vụ việc khiến thầy giáo Ba không thể giữ người đàn em ở lại. Dù đã lên tiếng xin lỗi nhiều lần trên các nền tảng mạng xã hội, song ban tổ chức VCS vẫn kiên quyết không xem xét giảm án phạt. Ba Vương đã phải ngậm ngùi cay đắng đăng tải trên Facebook cá nhân dòng chữ "Bye VCS" như một cách chào tạm biệt và không hẹn ngày trở về. Tại sao lại unban? Từ đó đến nay, ở một vài thời điểm, người ta vẫn thường trêu đùa nhau rằng án phạt ban lộc đã chấm dứt, Zeros có thể trở lại thi đấu chuyên nghiệp thêm một lần nữa. Nhưng rồi tất cả đều chỉ dừng lại ở những câu đùa vui, không thực sự có các nguồn tin chính thống về việc đó. Cho tới ngày 8 tháng 2 năm 2023, khi mà trailer của VCS mùa xuân chính thức được đăng tải, những ánh mắt tin tưởng của người xem đã nhận ra một hình bóng quen thuộc trong chiếc trailer đó, cho rằng không phải ai khác mà chính là Ma Dương. Bức ảnh một lần nữa được tài khoản tích xanh của ban tổ chức VCS đăng tải lại hai ngày sau, mở ra một cuộc tranh luận sôi nổi trên khắp các cộng đồng mạng. Những người hâm mộ lạc quan nhất của giới lửa cho rằng đó là dấu hiệu đầu tiên của việc sở xích đã được tháo gỡ, Global Ban đã thực sự kết thúc. Sự lạc quan nhất thời đó không hẳn là không có cơ sở, khi mà giờ đây việc Zeros trở lại sẽ đem đến rất nhiều những điểm sáng tích cực dành cho cộng đồng Liên minh Việt Nam nói chung và VCS nói riêng. Trong bối cảnh Liên minh Huyền thoại Việt Nam vừa trải qua giai đoạn chuyển sang nhà mới, được trực tiếp Riot Games quản lý cũng như vận hành máy chủ, rất nhiều game thủ đã và đang than thở về vấn đề giật lắc khi trải nghiệm trò chơi. Dù đã lên tiếng đính chính về tình hình máy chủ hiện tại đang được khẩn trương xây dựng tại Việt Nam, nhưng một bộ phận người chơi vẫn không cảm thấy hài lòng với tiến độ chậm trễ này. Bên cạnh đó, mùa giải 2023 kick-off, giải đấu được Riot Games mô tả trong thông cáo báo chí vào tháng 12 năm ngoái, chính là sự kiện khởi động cho mùa giải 2023, đã diễn ra không mấy tốt đẹp. Đây được nhận định là một sự thay thế cho giải All-Star diễn ra hàng năm vào mùa lễ hội, khiến cho người hâm mộ rất đón chờ. Nhưng càng chờ đợi thì càng thất vọng. Ngay từ khâu tổ chức ban đầu, Riot Games cũng đã làm không tốt, để rồi khi giải đấu diễn ra, rất nhiều những phản ứng tiêu cực đã xuất hiện, không chỉ về cách làm việc của nhà làm game, mà còn về chất lượng hình ảnh, âm thanh không được đảm bảo. Điều đó khiến khán giả tự hỏi rằng Riot Games có đang thực sự quan tâm đến cộng đồng hay có đang nghiêm túc về season kick-off hay không? Tất cả những lý do đó đã khiến hình ảnh Riot Games dần xấu đi trong mắt cộng đồng Liên minh Việt Nam. Và điều đó ảnh hưởng không hề nhỏ đến hình ảnh giải đấu VCS sắp sửa khởi tranh vào ngày 24 tháng 2 này. Chính vì vậy, Riot Games cùng với ban tổ chức VCS sẽ cần một ai đó để có thể vực dậy niềm tin của người xem, một cái tên đủ sức nặng để nâng tầm giải đấu. Vậy thì còn ai phù hợp hơn cho công cuộc cứu rỗi mùa giải này ngoài ông hoàng gây khét Zeros? Nếu thực sự được unban, với bản tính tự tin ngút trời cùng những tố chất của một thiên tài hiếm có, Ma Dương sẽ là một điểm nhấn chói lòa không thể thay thế trong mùa giải sắp tới. Thời còn thi đấu chuyên nghiệp, anh không chỉ có kỹ năng thượng thừa của một trong những người chơi hàng đầu Việt Nam, mà hiện tại trên những kênh sóng của mình, streamer Zeros aka Dễ Lửa vẫn đang cho thấy một phẩm chất thiên phú của một ngôi sao hàng đầu, có khả năng thống trị cánh trên bản đồ, cạnh tranh với những top laner như Kiaya, Hazmat, Hero và Amper nếu được trao cơ hội. Màn comeback này nếu thực sự xảy ra sẽ là một cơn địa chấn, tạo nên cơn sốt chưa từng có trong lịch sử Liên minh Việt Nam, khi một ông vua trở về từ cõi chết, sẵn sàng hủy diệt những kẻ không xứng đáng với vị trí mà anh để lại. Không chỉ dừng lại ở đó, Zeros cũng sẽ là một chất xúc tác hoàn hảo, giúp cho mặt bằng chung trình độ của những người chơi đường trên hiện tại
được nâng lên một tầm cao mới. Qua đó, chất lượng của giải đấu cũng sẽ thuận đà tăng theo. Còn gì có thể tuyệt vời hơn nếu như khán giả được chứng kiến màn so tài đỉnh cao giữa Zeros và các đối thủ sừng sỏ hiện tại. Bởi có lẽ những fan lâu năm của giấy lửa cũng đang rất nhớ nhung hình ảnh của ma vương Haga đã từng tung hoành ngang dọc bá chủ ốc đảo đường trên. Hy vọng điều chúng ta mong chờ sẽ là sự thật. Riot Games sẽ rộng lượng mà tha thứ cho chàng trai nông nổi để một lần nữa khán giả được chiêm ngưỡng những màn trình diễn đỉnh cao đẳng cấp số 1 VCS mang thương hiệu Gap Zeros ngày nào. Bên cạnh những điểm sáng trên mặt trận thi đấu, Zeros cũng hứa hẹn sẽ là một thỏi nam chạm sống thu hút sự quan tâm của đông đảo người xem bởi chính những phát ngôn ngông cuồng trên mạng xã hội. Cựu đường trên của SBTC dường như luôn là tâm điểm khi luôn biết cách tạo công ăn việc làm cho giới truyền thông bằng những drama xuyên suốt sự nghiệp hay những lùm xùm về tình ái ngoài sân đấu. Dù có là fan hay anti fan, có yêu hay ghét chàng trai này, chúng ta không thể phủ nhận Zeros là một con người thú vị, có thể tạo ra vô số những content triệu view ngay cả khi không còn tham gia thi đấu chuyên nghiệp. Không gì là streamer Minh Lộc không thể làm để đánh bóng tên tuổi của mình trong các thời gian dính án phạt. Chính vì lý do đó, việc xóa án Global Bag cho Zeros sẽ là phương án lời cả đôi đường, khi anh có thể kiếm về cho Riot cùng giải VCS hàng trăm, thậm chí hàng triệu view mỗi khi xuất hiện. Suy cho cùng, khán giả thật sự quan tâm về giải đấu, muốn xem màn trình diễn đỉnh cao của Ma Vương. Còn những người xem đơn thuần chỉ để giải trí, Zeros cũng có thể đáp ứng nhu cầu của họ. Với tất cả những luận điểm trên, chúng ta vẫn chưa thể khẳng định cụ thể điều gì là chắc chắn. Ngày trở về với môi trường thi đấu chuyên nghiệp của Zeros vẫn đang là một dấu hỏi lớn. Nhưng cơ hội có mong manh đến thế nào, một bộ phận người hâm mộ vẫn miệt mài chờ đợi vào phán quyết của Riot Games, rằng họ sẽ nhìn nhận những mặt tích cực mà Minh Lộc có thể đem lại cho công cuộc phát triển Liên Minh tại Việt Nam. Nếu như được trao cơ hội làm lại cuộc đời, các dế con có quyền tin rằng Zeros aka Phạm Minh Lộc sẽ đem đến một thái độ tích cực, một bộ mặt trưởng thành chín chắn để có thể góp công đưa nền Liên Minh huyền thoại nước nhà một lần nữa vươn tầm thế giới.